Vision trở thành linh vật Olympic Paris 2024. Nước chủ nhà, Pháp vừa qua đã chính thức công bố linh vật của Olympic Paris 2024 lấy cảm hứng từ chiếc mũ Vision, biểu tượng của cuộc cách mạng Pháp. Nước chủ nhà Pháp đã chính thức công bố linh vật của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm 2024, đó không phải là bất kỳ con vật nào, mà được lấy cảm hứng từ chiếc mũ Vision, biểu tượng của cuộc cách mạng Pháp. Chia sẻ trong buổi lễ công bố, Giám đốc thương hiệu của Olympic Paris 2024 cho biết qua hình ảnh chú linh vật độc đáo này. Nước chủ nhà Pháp mong muốn kỳ Olympic tới sẽ mang tính đột phá và có rất nhiều điều mới mẻ. Chúng tôi nghĩ rằng, chú linh vật này là đại diện rõ nhất cho tinh thần đổi mới của Olympic Paris tại Pháp vào năm 2024. Tinh thần này đã tồn tại trong hàng trăm năm và đã được thể hiện ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục và phong cách sống của người dân Pháp. Sẽ là điều tất yếu khi tinh thần đó được thể hiện vào trong thể thao. Đây là chiếc mũ biểu tượng của tình đoàn kết của người dân Pháp khi đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Và đó cũng sẽ là thông điệp mà chúng tôi muốn thể hiện ở kỳ Olympic sắp tới, cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Bà Julie Matichin, giám đốc thương hiệu Olympic Paris 2024 chia sẻ, mũ Vision màu đỏ có hai phiên bản, Olympic và Paralympic. Thế vận hội Olympic 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic 2024 từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9.